bột thôi. Rồi cho xin một cục nhân to của cô Điền. Mình hơi mình đè cho nó dẹp dẹp ra một chút nha. Rồi mình cho bột lên. Rồi. Mình đè vào ha, mình dùng hai ngón cái của mình nè. Mình đè mạnh xuống. Đè mạnh xuống, giống như bây giờ hả đang bực mình á. Mày ha ha. Đè. Mày đã bưởi. Mày đã bưởi. Rồi cứ đè như vậy ha. Đè hơi chặt chút nha. Xong rồi dùng bốn ngón tay còn lại nè, một ngón cái mình dịnh cái nắp này, dùng bốn ngón tay còn lại kéo cái khung lên. Ha, thử hình dung ra không? Dùng này kéo cái khung lên. Ok. Nhẹ nhàng dỡ cái nắp ra. Rồi. Đó.